Hi, xin chào tất cả bạn nhé. Thì bây giờ nó là cái mùa dịch Covid nên là mình không thể đi ra ngoài để quay được cái cảnh đánh bắt cá hay là bẫy cá được cho các bạn xem ấy. Thì hôm nay tình cờ mình có mua được một con cua, mình thấy nó rất là đánh đá. Thế nên là mình sẽ quay cái sự đánh đá của nó cho các bạn cùng xem. Video này mình quay để các bạn giải trí vui thôi nhé, ở nhà cho nó đỡ buồn thôi nhé. Ok. Đấy, em cua này thì mình đã để sẵn em ấy vào đây rồi. Đấy, thật sự là tôi trêu em này cũng là hơi run, cũng khiếp ấy, nhìn càng thì em sợ. Giờ tôi sẽ thử động một càng em sẽ phản ứng thế nào nhá. Chờ gì mà em đã nhảy cô lên rồi. À đấy, cắt đi vừa rồi. Thật sự với các bạn là rất là ghê đấy tôi. Ôi trời ơi. Đấy, các bạn thấy chưa? Em nhảy bổ luôn. Trời ơi, quá nguy hiểm luôn. Em cua đực ấy. Tôi mua mua em cua cái không biết có lấy đá hơn. Thôi có khi tôi cũng xin dừng video ở đây thôi. Trêu em cua kinh lắm, nhìn càng của em mới to kia, em cắt phát nó lát tay. Thôi, xin chào các bạn nhá.